Mến chào quý cô chú anh chị và bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Vũ Hồng đang ở đây là đường Đội Cung, đằng kia là góc Đội Cung với Bình Thới, dòng xây Lê Đại Hành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và bạn một căn nhà mà chủ giảm giá sâu gần giá là từ 8 tỷ mấy, chủ nhà giảm xuống gần 1 tỷ, còn 7 tỷ mấy thôi. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review vô trong để gặp cái chị này review ha. Ôi, hello chị. Ủa chị, căn nhà mà thấy nghe nói chủ giảm gần 1 tỷ ra xuống là ở đâu chị? Đúng rồi em, lúc trước kêu 8 rưỡi mà ở nay sụt có gần cả tỷ á. Còn 7 ra? Còn 7 tỷ 6. Em nghe nói. Và còn bớt. Còn nữa hả? Còn bớt. Nhà có sổ hồng? Có sổ hồng em, cái đường này là nguyên con đường này là cái đường Đội Cung. Đội Cung em thông ra là ngoài Bình Thớ. Ra ngay dòng xây lên thành Âu Cơ. Nguyễn Thị Nhỏ luôn. Còn đây là em thông ra, cũng Đội Cung em thông ra Lê Bạch Cát. Thông qua Tuấn Hiệp luôn. Còn đây chợ Chim Xanh ở đâu chị? Chợ Chim Xanh đây đó. Vậy hả, mình vô coi nhà đi. Em nghe nói là có 4 phòng giống như là 4 căn hộ luôn hả? Đúng rồi em. Một trệt, một lửng, 3 lầu, 1 sân thượng, mái che thang, được 4 phòng, bê tông đúc thép hết. Đi vô coi thử, nghe chỗ này rộng lắm, nghe nói trước đây rộng lắm không? Trước cửa này rộng không? Đồ rổ, gỗ hết luôn. Đó đúng không? Đó, căn đó đẹp phải không? Đó, một nghe nói đang cho thuê 20 triệu hả? Máy cho thang luôn. Đều đúc hết luôn. Được 4 phòng. Này hẻm thông em. Thông ra đâu chị? Thông ra đường Lê Bạch Cát. Lê Bạch Cát luôn. Thông ra ván 2 này kia luôn á. Thông tứ hướng, thông lên đây, qua đây lên đây hành luôn. Hẻm nhiều lắm, em thông nhiều lắm. Người nhà hiện người nhà em thì nè, cái sân rộng nè ha. Ủa sao này xây dựng vô vậy ha? Xây quy hoạch chưa, dựng theo quy hoạch chưa? Rồi xong rồi, xong hết rồi. Ừ. Này xây nhà này hoàn công chưa chị? Hoàn công hết rồi. Hoàn công hết rồi hả? Ừ, hoàn công hết. Cái sân này chắc cao hơn cũng khoảng 6 tấc hả? À đúng rồi. Ở đó đó. Rộng quá ha, cái chỗ này quay đầu xe thoải mái, ô tô quay thoải mái. Đó, được cái hẻm này thông để em để đồ ở kia. Hai lớp cửa luôn. Rồi, hai lớp cửa. Có được cái lửng. Đó có cái lửng. Cái này là tắt đèn nhưng nó sáng choang ha. Ủa mình không có trường hợp thành cao hả? Tô thẳng luôn hả? Không, thẳng luôn. Đúc hết luôn, đúc thiệt không? Dạ, đúc hết luôn. Bác. Ngay đây có cái cửa phải không chị? Đây. Ngay đây có cái cửa đúng không? Ừ. Cái cửa đúng không? Đúng rồi, nó có cái cửa. Cái đó. Cửa. Cái cửa hông. À, có cái cửa hông nè. Nhà tắm rộng không? Rộng rồi, quá trời rộng luôn ha. Rộng rãi luôn. Đó. Có đèn thử cái coi. Ôi, đã ha. Nước nóng năng lượng mặt trời luôn đúng không? Ừ. Tủ bếp gỗ trên. Đó, tủ bếp gỗ không? Rộng quá ha. Ừ. Bề ngang là gần 5 mét, dài 12 mét rưỡi. Cầu thang trụ gỗ luôn ha? Đúng rồi. Đã ha. Gỗ nè. Cầu thang nút cũng rộng rãi thoáng. Nhà không mở đèn cũng sáng choang ha. Ôi, cửa này gỗ không chị? Hay gỗ mà nhựa à? Gỗ luôn, cái này gỗ nè. Đây là lửng. Lửng em muốn làm phòng khách hay phòng ngủ cũng được luôn. Cái lửng này nó muốn thành cái lầu luôn hả? Cũng là cái lầu luôn. Đúc toàn bộ hết. Nè, nhà tắm rộng luôn ha. Rộng nhà tắm à? Đây, nhà tắm cũng rộng như dưới luôn. Rộng lắm, thoáng lắm. Ôi rộng quá ha. Ừ. Thiết bị vệ sinh là quy nắp luôn ha. Ừ. Ôi có cái cửa sổ ban công đây. Cửa sổ ban công đây thoáng mát. Để phô đồ luôn. Đây trụ gỗ luôn nè. Thấy cầu thang thoải mái không? Rộng thoải mái luôn. Đó. Đây một phòng rộng luôn.
tại chưa, ở ít người á, để đồ. Ủa cái này như 60 mét vuông đây là chị ấy luôn hết luôn hả? Nguyên phòng này luôn hả? Ừ, nguyên phòng luôn. À ngoài đó, đây cửa sổ rồi luôn. Rồi có cái này giống như căn hộ. Đồ, như căn hộ vậy á. Cửa sổ, đằng đó cửa sổ luôn hả? Ban công rộng không, ra coi thử ban công chị. Rộng em. Không mở đèn mà cứ sáng choang ha. Ừ. Góc mà căn góc. Này về ai mua về ở vừa cho thuê ngon. À, mỗi một tầng cho một căn hộ một vừa nhà thuê ha. Dạ. Một hộ thuê. Nè đèn quá trời mà không có mở cái đèn nào luôn nè mà vẫn sáng ha. Ừ. Sáng lắm đây. Cửa này hai cái cửa này hai cửa gỗ luôn hả? Gỗ không à, cửa gỗ không à. Đây nè. Bên mấy đó bán cửa sổ mát lắm. À à. Đó. Căn góc mà. Căn góc, căn góc. Ở đâu có hết đâu không? Ở đâu có hết đâu, để đồ tùm lum à. Nè, ở không hết bụi quá trời luôn. Này dọn xỉu luôn á. À, lúc trước kêu 8 tới rưỡi đó mà giờ cần bán gấp thành ra mới sụt xuống gần cả tỷ á. Đó thấy không? Rộng mát. Đi luôn rồi trước rồi. Muốn ngăn này có mở đèn nè. Ngăn không có mở đèn mà sáng vậy đó. Đi luôn đi. Cửa này hai lớp luôn hả? Hai cái luôn hả? Hai cái cửa luôn hả? Ừ. Gỗ rộng tốt không à? Thì làm gỗ tốt không à? Nó. Có song sắt bảo vệ luôn ha. À. Ngủ mở ra mát. Rồi mốt về ngăn được hai phòng luôn. Vìu thoáng quá ha. Lan, lan can cũng giống ở dưới luôn. Vậy là phòng thứ hai còn một tầng nữa đúng không? Một lầu tầng nữa đúng không? Cứ một tầng là phòng bự. Nếu ngăn ra được hai phòng, nếu mà ngăn ra là được 8 phòng á. À. Nếu mà ngăn ra mình mua dở mà ngăn ra làm dịch vụ á. À cái bo này bo dòng luôn làm thang máy hả? À? Ừ, bo dòng làm thang máy rồi bán hết lên. Bên đây là quái ga Lê Thị Bình Khá không? Đúng rồi em. Ở đây. Khu này sướng rồi, thông ga tùm lum hết trơn á. Phòng bự không? Rộng, phòng này quá rộng luôn, ngang gần 5 mét luôn mà. Rộng. Cái này được hai cái cửa mở nè, nguyên hai cái cửa luôn. Ít thấy nhà làm cửa lớn vậy. Đây nhà vệ sinh cũng vậy. Đây cũng vệ sinh cũng bự lớn luôn đó. Ờ à, to đùng ha. To đùng luôn à. Cái này mà không phải làm cái hộ vụ mà làm nhà vệ sinh nhỏ chút mình đây làm được phòng luôn ha. Ừ, đúng nguyên rồi. Cái này nguyên phòng nè. Ờ à, thế ăn thua ta về. Ừ. Nếu muốn ngăn phòng thì làm lại cũng được. Rộng mà bề ngang 5 m dài 12 m rưỡi. Thoải mái. Em nghe nói là trên đây có sân thượng bự lắm hả? Chưa tới nữa hả? Chưa. Trời ơi đi là mỏi chân luôn á. Đó. Đó cũng y vậy đó. Y chang luôn hả? Ừ em coi quay đi cho khách. Rồi. Này không có mắc đèn nè. Ừ, mắc đèn sáng cái hình gì luôn. Hết chưa? Trên lầu còn gì nữa? Sân thượng hả? Lên mỏi rồi đó. Còn sân thượng nữa hả? Sân thượng nữa. Dữ rồi, đi mỏi chân luôn rồi. Mỏi chân luôn rồi. Bởi đây. Vì bán mua nhà nhỏ nhỏ là ở. Đó, sân thượng này. Ồ, ồ lên đây sinh hoạt. Đó, lên. Ủa, làm này luôn hả? Không che lưới lan là hả? Không chưa làm sẵn gì đó. Sao này ngoài nhà hoàn công xong chưa? Hoàn công xong hết rồi. Hoàn công xong chứ là ai về cái người ta muốn che lên đó. Người ta che lại. Rồi. Làm sẵn rồi. Ủa, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đâu? Đâu? À đây hả? Còn bồn nước đâu không thấy? Bồn nước ở trên hả? Ừ, ở trên. À, này đút luôn không? Máy đút luôn không? Đút luôn. Này đút. Như vậy luôn. Là gồm có một chợt nè, một lửng nè. Ừ.
Rồi ba lầu sân thượng. Ba lầu một sân thượng. Mấy giây thang luôn. À. Rộng quá trời rộng luôn ha. Ở nhà này bây giờ làm 7 tấm phòng luôn á. Rồi ở đây nguyên này bao lên lại lọ ở trên bờ poly, không ai lợp ngói lợp tôn cũng được ha. Ừ. Thì làm sẵn hết trơn rồi. Ờ chị chợ chim xanh đây hả? Đó đó chợ chim xanh đây nè. Nè à. Cái chùa. À kế bên chùa này là chợ chim xanh bên đó không? Đó chùa chim xanh đó, chợ chim xanh đó. Còn cái nhà đó phải đường Lê Việt Khá không? Đúng rồi. À, cái nhà đó ngay chỗ trường trường gì trường quốc tế A Lu không? Ừ, Lê Việt Lãng Minh Thăng không? Đó 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 Lãng Minh Thăng á. Bên đây nè, tòa nhà này phải lên Ninh Tinh này để hành ngay Lotte không? Đúng rồi, đúng rồi. Kìa Lotte, em thấy chưa Lotte kìa. Bắc Sinh đó. À. Lotte, Lotte Bắc Sinh đó. Ủa còn Thịnh Kiều đâu, ba tòa nhà Thịnh Kiều đâu? Thịnh Kiều nằm bên đó. Đó đó, đó ba cái xanh xanh đúng không? Ừ. Tế bên là Trung cư Tân Thành. Ừ. Này gần quá ha. Ra đây là hẻm 168 hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ngay đây dòng xe Lê Đại Hành đây. Đó bên đó đó. Rồi bây giờ chị nói lại thông tin của căn nhà này một lần đi rồi xong xuôi cho số điện thoại luôn, ai mua thì gọi chị. Thì căn nhà này địa chỉ là hẻm 168, nhà số 25/17A. Đúng rồi. À nhà này thì ngang là gần 5m. Đúng rồi. Chiều dài 12m rưỡi. Đúng rồi. Mà nhà thì một trệt, một lửng, ba lầu. Đúng. Một sân thượng và mấy giờ thang. Ừ, đây là đang sân thượng nè. Cái này là đang sân thượng nè. Ừ. Và hồi trước là chị kêu căn này nhiêu? Lúc trước chị kêu 8 tỷ rưỡi. À. À thôi giờ cũng cần bán mua nhà nhỏ nhỏ lỡ thành ra chị sụt xuống gần cả tỷ á. Là 7 tỷ 6. Ừ. Bớt mua nhanh quá nữa hả? Hả? Mua nhanh bớt tiếp nữa hả? Rồi. Mua nhanh bớt tiếp nữa. À. Nếu mà ai okay. Nhanh có duyên. Sổ sách là hoàn chỉnh đúng không? Thế bên nào bên đó chịu. À hoàn chỉnh ok hết. Rồi. Ừ. Đọc số điện thoại của chị đi để mọi người. 0908 à. 047021. Chị nghe. Xem lúc nào cũng được phải không? Xem lúc nào cũng được hết. Gọi là xem được đúng không? Đọc lại một lần nữa đi chị. 0908 047021. Rồi đọc chị một nghe. Lần nữa rồi đọc ba chữ thôi. Không lần đấy. 090. Rồi. 8. Rồi 0908. 047. 047. 021. 047 021 0908. 0908 047 021. Rồi ok. Có gì ai xin sổ thì gửi cho chị gửi cho xe. Rồi. Rồi thôi Vũ Hồng cũng xin kết thúc cái video review căn nhà địa chỉ một hẻm 168, số nhà là 25/217. Đường Lê Huyệt Cát, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, gần Lâm Minh Tân, Lê Đại Hành, gần chợ Thiết, gần quận 5, gần quận 11. Và mới với mức giá là chủ nhà đang đưa ra hiện tại là 7 tỷ 600 triệu đồng ha. Và đã giảm 900 triệu so với giá lúc ban đầu rồi. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì alo chủ Vũ Hồng ha. Số điện thoại 0933 79 79 79 kênh YouTube Nhà đất Sài Thành nha. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại những video lần sau. Nếu có nhu cầu ký gửi nhà liên lạc Vũ Hồng 0933 78 78 78. Còn nếu mà gọi chị Nga không được thì gọi Vũ Hồng 0933 79 79 79 cũng được ha, Vũ Hồng sẽ nhắn lời nha. Rồi xin chào, xin hẹn gặp lại những video lần sau.